Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 4 tháng 8 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, thị trường miền Nam trong ngày hôm nay giá hơi tiếp tục có xuống giảm, có những địa phương giảm đến 3.000 đồng trên 1 kg và đã tụt xuống mức 60.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, xu hướng phục hồi rõ ràng hơn, bởi trong ngày hôm nay, nhiều nơi ở thị trường miền Bắc vẫn duy trì mức giá cao từ 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 69.000 đồng cũng đã xuất hiện nhiều ở các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Hưng Yên, Thái Bình và tỉnh Hải Dương. Ngay như các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc có đàn heo lớn như Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc hay là Phú Thọ trong ngày hôm nay vẫn phổ biến xoay quanh mức giá từ 64 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng địa phương và đây được coi là mức giá cao ở thời điểm giá hơi đang có xuống biến động mạnh. Và một tin cực vui đối với người chăn nuôi. Theo lãnh đạo Cục Chăn Nuôi cho biết, một trong những nguyên nhân khiến giá lợn hơi giảm là do dư thừa về nguồn cung Việt Nam đã sang đàm phán tiếp xúc thương mại với phía Trung Quốc để xuất khẩu chính ngạch, song vẫn đang chờ phía bạn chấp nhận. Đó là khẳng định của ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được tổ chức ngày 2 tháng 8 năm 2022 mới đây. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2022 đến nay, chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ. Giá lợn thịt sụt giảm sâu người chăn nuôi phải chịu lỗ nặng. Những ngày đầu tháng 7, giá hơi có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên được tăng giá chưa bền vững khiến cho nhiều nơi lại quay đầu giảm. Ông Thắng cũng cho hay, hiện nguồn cung thịt lợn ở trong nước khá dồi dào, nhất là ở các trang trại chăn nuôi của công ty cổ phần. Bên cạnh đó, giá lợn hơi ở các nước láng giềng đang cao hơn hẳn so với Việt Nam của chúng ta. Chính vì thế, xúc tiến thương mại, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc là giải pháp để giải quyết tình trạng dư thừa này. Hy vọng trong thời gian tới, với căn cứ pháp lý và các điều kiện sẽ nhanh chóng được phía bạn chấp nhận, chúng ta có thể xuất khẩu sang Trung Quốc một cách dễ dàng hơn, ông Thắng cho hay. Còn đối với các tỉnh ở khu miền Trung trong ngày hôm nay, nhiều địa phương có xu đi ngang. Một số địa phương ở khu Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay vẫn duy trì mức giá cao, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An. Nhiều nơi vẫn báo giá 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, heo xấu ở Thanh Hóa, nhiều nơi như Cẩm Thủy, Yên Định chỉ báo giá giao quanh từ 62 cho đến 63.000 đồng. Các địa phương ở khu miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi hay là đối với Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh mức giá từ 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xuống đi ngang với mức giá giao quanh từ 60 cho đến 65.000 đồng. Tuy nhiên, theo nhiều hộ chăn nuôi báo giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, mức giá 64 cho đến 65.000 đồng ở khu vực này khá hiếm và thay vào đó dao động 60 cho đến 63.000 đồng. Các địa phương còn lại ở khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum hay là đối với tỉnh Đắk Nông cũng có mức giá tương tự như vậy. Các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay khá ảm đạm, phần lớn các địa phương có xuống giảm trong ngày hôm nay. Đồng Nai trong ngày hôm nay tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng, Bình Dương giảm 1.000 đồng trên 1 kg các địa phương như Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu hay là đối với tỉnh Trà Vinh trong ngày hôm nay giảm từ 2 cho đến 3.000 đồng trên 1 kg và nhiều địa phương đã xuống mức 60 cho đến 62.000 đồng. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay. Thái Bình phối mức giá 64 cho đến 68.000 đồng, Khu vực Đông Hưng của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay, đối với dòng heo siêu các hộ chăn nuôi báo giá 67.000 đồng trên 1 kg, áp siêu 63 cho đến 64.000 đồng. Hải Dương có mức giá bình quân 64 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục Ninh Giang đối với heo siêu 66 cho đến 68.000 đồng. Hà Nội phổ biến mức giá dao quanh từ 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên phổ biến mức giá 64 cho đến 68.000 đồng. Theo ghi nhận của một số hộ chăn nuôi, báo giá ở huyện Khói Châu của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 66.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam với mức giá 64 cho đến 68.000 đồng. Theo ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong sáng ngày hôm nay, lượng heo về chợ ít hơn so với ngày hôm qua và ngày hôm kia, giá thì vẫn có sự ổn định. Dòng siêu ba máu vẫn đang neo ở mức cao 66 cho đến 68.000 đồng Quảng Ninh phối mức giá 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng trong ngày hôm nay phối mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Nam Định có mức giá bình quân 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Xuân Trường, Ý Yên của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay phối mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Riêng đối với Hải Hậu, nhiều nơi báo giá dòng xưa ba máu loại 1 có mức giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình, phổ biến mức giá 64 cho đến 68.000 đồng. Riêng đối với tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá do quanh từ 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, một số hộ chăn nuôi báo giá khu cầm khê của tỉnh Phú Thọ có mức giá bình quân 66.000 đồng. Thái Nguyên, giao động 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc phổ biến mức giá 64 cho đến 67.000 đồng. Yên Bái phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Lào Cai trong ngày hôm nay cũng có mức giá gần như tương tự 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Sơn La, phối mức giá 62 cho đến 67.000 đồng. Lai Châu và Điện Biên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang, giao khoanh mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Tuyền Quang trong ngày hôm nay, giao động phổ biến 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn, 63 cho đến 66.000 đồng. Cao Bằng trong ngày hôm nay dao động phổ biến mức giá từ 64 cho đến 67.000 đồng đối với heo đẹp. Xấu nhiều nơi chỉ báo giá giao quanh 60 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Trung trong ngày hôm nay, Thanh Hóa vẫn đang duy trì mức giá cao, phổ biến do quanh mức giá từ 63 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An giao động mức giá 63 cho đến 67.000 đồng. Hà Tĩnh phối mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg khu Quảng Bình có mức giá 60 cho đến 64.000 đồng. Quảng Trị phổ biến mức giá 61 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị trong ngày hôm nay có mức giá 64.000 đồng. Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay có mức giá dao động 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các huyện ngoại thành có mức giá bình quân trong ngày hôm nay phổ biến 63 cho đến 65.000 đồng. Quảng Nam 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 60 cho đến 63.000 đồng. Bình Định giao động 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với tỉnh Phú Yên phối mức giá 62 cho đến 64.000 đồng. Khánh Hòa giao động mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận phối mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trong khi đó đối với tỉnh Bình Thuận có mức giá 62 cho đến 64.000 đồng trong ngày hôm nay. Các địa phương ở khuộc Tây Nguyên theo ghi nhận trong ngày hôm nay như Con Tum giao động 59 cho đến 63.000 đồng, Gia Lai có mức giá 60 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg, Đắk Lắk phối mức giá 60 cho đến 64.000 đồng, Lâm Đồng trong ngày hôm nay giao động 60 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng có mức giá bình quân từ 62 cho đến 63.000 đồng, đẹp thì có mức giá cao hơn, thậm chí heo xấu trong ngày hôm nay chỉ giao quanh 60.000 đồng ở huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng. Đắk Nông với mức giá 61 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam theo ghi nhận, tại thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai có mức giá bình quân 64.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh giao động 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước phổ biến mức giá 62 cho đến 63.000 đồng. Bình Dương trong ngày hôm nay dao động 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Tây Ninh cũng phổ biến trong khoảng từ 62 cho đến 63.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ, theo ghi nhận, Long An giảm 2.000 đồng trong ngày hôm nay, dao động trong khoảng 63 cho đến 64.000 đồng. Đồng Tháp phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. An Giang phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Vĩnh Long trong ngày hôm nay giao động 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ trong ngày hôm nay giảm mạnh đến 3.000 đồng trên 1 kg và hiện nay chỉ phổ biến mức giá 60 cho đến 62.000 đồng. Hậu Giang có mức giá 61 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang giao động 60 cho đến 62.000 đồng. Cà Mau trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng từ 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu trong ngày hôm nay cũng giảm mạnh đến 3.000 đồng trên 1 kg và hiện nay phổ biến mức giá 61 cho đến 64.000 đồng. Sóc Trăng 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh giảm đến 3.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay và phổ biến mức giá 61 cho đến 63.000 đồng. Bến Tre có mức giá 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Tiền sang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng và đây là địa phương vẫn duy trì mức giá cao so với các tỉnh ở khung miền Tây Nam Bộ hiện nay. Theo ghi nhận ở Bà Rịa Vũng Tàu thuộc khu miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay, ngày 4 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.